đối với các bạn đó là biểu tượng gì? Ở tại đỉnh bút đó là một biểu tượng vô cùng quen thuộc, đối với các bạn đó là biểu tượng gì? Câu hỏi, đỉnh bút được lấy cảm hứng từ đâu? A. Đỉnh Fansipan. B. Nón lá. C. Đỉnh ngọn tháp. D. Bánh uống. Đáp án đúng là C. Đỉnh ngọn tháp. Chúng tôi sẽ phép ra mắt chiếc bút Bả Thanh Thiên Thủy. Nếu như trước đây với phiên bản Bả Thanh Thiên Sơn cùng một khát vọng biết lên trời xanh, với thiết kế của tháp bút 5 tầng trên và 5 tầng dưới như soi mình dưới mặt hồ gương, và ở giữa đó là bệ đá như sự vững chãi để vượt qua mọi khó khăn thử thách, thì nay chúng tôi ra mắt chiếc bút Bả Thanh Thiên Thủy vẫn khát vọng lấy bầu trời làm giấy, truyền cảm hứng viết bằng không giấy thang, vẫn với kế thừa thiết kế tháp bút 5 tầng ở giáp bút và trên nền của nắp bút mạ vàng 54K. Đó là hình ảnh của sóng nước như dòng chảy của sự trụ vũ thịnh vượng và tri thức, với thân bút từ hơn 100 mảnh ghép ở Hồng Trai Đào Lương từ bờ biển New Zealand, và qua 30 công đoạn cùng 72 giờ chế tác của nghệ nhân tạo nên một chiếc bút phiên bản đặc biệt Bả Thanh Thiên Thủy.